chị đấy có vẻ hơi khó khăn ạ. Nhưng mà sáng nay thì em đã gặp chị đấy ạ. Và chị đấy bảo là chị nhận em là do năng lực ạ. Và em cũng đang hướng đến làm cho chị đấy ạ. Và đi là cho anh chứ. Vậy những kiến thức ở đây này và đã thể hiện được điều là... Mà thực ra thì hôm sáng nay thì em có xem lại sổ sách của chị ạ. Thì em thấy thực ra chỉ là công thức đơn giản hơn của mình rất nhiều. Đơn giản hơn của mình đúng không? Và mình còn tiện hơn đúng không? Vâng. Thế thì khi mà mới đi như thế mà đã bị chỉ tiền thì bạn có sợ không? Em sợ, thực ra ban đầu là em rất sợ, nhưng mà sáng nay thì em cảm thấy rất là bình thường. Thực ra là mọi thứ rất đơn giản, những cái quản lý khách hàng như thế thì rất đơn giản, là do mình nghĩ ra thôi. Quan trọng là mặt hàng mà dùng được, nhưng mà những cái biểu mẫu ấy, trong văn bản mà mình nghĩ ra thì đấy sử dụng cái đầu của mình. Còn những cái hàng nó có sẵn rồi thì mình không phải nghĩ ra, mình chỉ áp dụng nó vào thôi. Còn những cái biểu mẫu thì quan trọng là mình nghĩ được và lúc đó sẽ làm được. Thì tất cả trong Excel chỉ cần như thế thôi. Và chị đòi hỏi quản lý như thế là do chị đã biết sẵn những cái đó thì chị vẫn làm thủ công hơn mình đúng không? Nếu mà mình có vậy vẫn rút tiền thì tiện hơn thôi. Này nhưng mà quan trọng lương được bao nhiêu? À lương của chị là mà nó phải thử việc. Dạ, chúng ta thì có ạ. Thế nên thử việc thì lương của em là 2 triệu ạ. Và trong khoảng điểm này. Nếu sau đấy thì chị bảo lên thì khoảng 2.2 đến 2.5 triệu. Khoảng 2.2 đến 2.5 triệu. Thế là đang ổn, thế là bạn đã thỏa mãn chứ hay là vẫn còn gì? Nói chung ban đầu như thế là em cảm thấy rất là mãn nguyện rồi ạ. Thế cái chỗ làm việc trước của bạn là lương được bao nhiêu? Dạ, chỗ làm việc trước của em thì cả lương cả thưởng mới được khoảng căng lắm là 1.3 triệu. Còn nếu mà tháng nào đi công tác nhiều thì khoảng 1.6 triệu ạ. Chỗ trước bạn làm việc là đã công ty nào? Em làm ở một doanh nghiệp nhỏ và thường. Tên là nhà nước đúng không? Cũng là một tổ chức phi chính phủ đấy ạ. Thế ở trong đó bạn có thể hiện được nhiều nhiều ạ? Rất là ít đúng không? Nhưng mà bây giờ ra ngoài là có cơ hội thể hiện đúng không? Dạ. Thế rất là cảm ơn. Chúc mừng bạn. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ.